bài thơ phò giá về kinh túc giá hòa kinh sư phiên âm đoạt sáo trương dương độ cầm hồ hàm tử quang thái bình tu trí vạn cổ thử ra xa dịch thơ trương dương cướp giáo giả hàm tử bắt quân thái bình nên gắn xa non nước ấy ngàn thu dịch nghĩa cướp giáo giả ở trương dương bắt quân hồ ở cửa hàm tử thái bình rồi nên dốc hết sức lực muôn đời vẫn có non sông này trần quốc khải sinh 1241 mất 1294 con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông được phong thượng tướng có công rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1284-1285 và 1287 1288 đặc biệt là trong hai trận chiến ở Hàm Tử và Trương Dương thắng lợi ông không chỉ là một võ tướng kiệt xuất mà còn là người có những vần thơ sâu xa lý thú bài thơ phò giá về kinh được làm lúc ông đi đo thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về Thăng Long Hà Nội ngày sau chiến thắng Trương Dương Hàm Tử và giải phóng kinh đô năm 1285 bài thơ được viết thể ngũ ngôn tứ tuyển đường luận có cách gieo vần tương tự như ở thất ngôn tứ